Chào mừng quý cô bác đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em lại vào bếp để nấu một món chay nữa đây. Món chay hôm nay chính là bún cà ri chay. Món này nấu rất là đơn giản, quý cô bác dùng để ăn sáng nè hoặc ăn trưa đều ngon. Cách làm thì siêu dễ, nguyên liệu cũng rất là dễ mua. Nước cà ri thì ngọt, thơm, có vị béo. Bún thì dai dai, thêm một ít cay từ ớt, một ít giòn từ giá. Khi ăn thì có những hạt đậu phộng thơm thơm. Đảm bảo là quý cô bác sẽ thích món này cho mà coi. Bây giờ thì em xin mời quý cô bác vào bếp và cùng thực hiện với em món bún cà ri chay này nha. Và đây là phần nguyên liệu em đã chuẩn bị. Ở đây em có 4 khoanh chả chay. Quý cô bác thay thế chả chay bằng đậu hũ hoặc tàu hũ kia cũng được. 6 hoặc 7 cái nấm đông cô khô như thế này. Rau củ thì em dùng bắp ngọt và cà rốt, hai loại là 200g. Để ăn kèm với món bún cà ri thì em dùng đó chính là giá. Nguyên liệu tiếp theo là 3 cọng sả. Sả không thể thiếu như quý cô bác, có món sả thì món bún mới ngon. 1 muỗng cà phê hạt điều, 4 muỗng canh bột nước cốt dừa. Quý cô bác có thể thay thế bằng 100ml nước cốt dừa cũng được. Gia vị nêm gồm có 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1 muỗng canh đậu phộng rang. Và đương nhiên không thể nào thiếu đó chính là bún trắng rồi. Tiếp theo cần có một ít dầu ăn và nước mắm chay. Thêm một củ hành tím cắt lát mỏng nữa để phi thơm nha quý cô bác. Nguyên liệu chuẩn bị như vậy đã xong rồi ạ. Bây giờ thì bắt tay cùng làm với em thôi. Chả chay sau khi mua về em sẽ cho vào chảo dầu và chiên cho nó vàng giòn cái bề mặt bên ngoài. Chả chay này được làm từ hem chay, nấm và bột mì căng. Nó có mùi rất thơm, nhưng cái loại chả chay như thế này nó rất là nhanh khét, cho nên khi chiên á thì quý cô bác canh lửa nhỏ thôi. Giòn cái lớp da bên ngoài như thế này là vớt ra được rồi nè. Đun nóng một muỗng canh dầu ăn, cho một muỗng cà phê hạt điều vào, đảo đều. Sau đó thì tắt bếp ngay và vớt cái hạt điều này ra bỏ. Hạt điều hay còn gọi là hạt cà ri đó quý cô bác. Phần dầu điều này em sẽ cho hành vào phi thơm. Khi hành đã thơm rồi, cho rau củ gồm nấm, bắp ngọt và cà rốt vào, đảo đều. Sau đó thì tắt bếp ngay. Em chuẩn bị 1 lít 2 nước. Đợi khi nào nước nấu gần sôi thì em sẽ cho cái phần rau củ này vào. Bây giờ thì đậy nắp chúng lại và nấu trong vòng 10 phút. Khi nước đã sôi trở lại thì quý cô bác nêm vào đây gồm đường, hạt nêm chay và một ít nước mắm chay hoặc là muối. Món bún cà ri này ăn rất là ngon và không ngán nữa. Tùy theo sở thích của quý cô bác mà chúng ta có thể nêm muối hoặc là nước mắm chay nha. Bây giờ thì nấu rau củ này thêm 10 phút nữa. Trong lúc đó thì em sẽ cho bột cốt dừa vào trong một cái tô lớn. Cho vào đây 100ml nước và khuấy đều lên. Khuấy đến khi nào mà thấy bột nước cốt dừa tan đều là được rồi ạ. Nếu không dùng bột nước cốt dừa thì quý cô bác có thể dùng 100ml nước cốt dừa nha. Nước cốt dừa thì sử dụng cái loại mà vắt lần đầu tiên đó nha quý cô bác, cho bún nó được béo. Sau 20 phút nấu rau củ, em sẽ cho vào đây phân nửa đậu phộng rang và nước cốt dừa. Giờ em nấu thêm 5 phút nữa cho phần nước cốt dừa nó chín. Sau khi nước cốt dừa chín rồi thì quý cô bác nêm nếm lại một lần nữa cho vừa miệng, vừa khẩu vị của mình thì quý cô bác tắt bếp nha. Cho nước cốt dừa vào rồi, khi sôi trở lại thì quý cô bác cắt lát mỏng cái phần chả và cho vào như thế này. Đối với chả chay này có thể thay thế bằng tàu hũ nè, hoặc là tàu hũ ki. Còn nấm đông cô có thể thay thế bằng nấm rơm nè, nấm đùi gà, hoặc là nấm bào ngư, nấm sò đều được ạ. Phần nước cà ri như thế này là được rồi đó quý cô bác. Đối với giá thì em sẽ cho vào trong nước sôi để mà trụng sơ cho nó mềm nha.
Giá trụng vừa mềm là em vớt ra ngay. Như thế này là có thể ăn kèm được rồi đó. Xếp bún ngay ngắn vào trong tô. Tiếp theo nữa thì cho các loại như rau củ và chả chay vào. Múc thêm nước dùng nữa là chúng ta đã có một tô bún cà ri để thưởng thức rồi. Món này thì quý cô bác nên ăn nóng mới ngon nha. Nước cà ri thì không quá béo nhưng vẫn có vị ngọt tự nhiên. Chả chay và bún thì dai dai và thơm lừng mùi đậu phộng. Ăn kèm với một ít giá, nếu thích nữa thì quý cô bác có thể cho lên trên thêm một ít rau răm. Còn nếu không thì chúng ta sẽ ăn như thế này, ăn với một ít nước mắm, thêm vài lát ớt cay hoặc là muối ớt chanh. Em xin chúc quý cô bác có những bữa chay thật ngon miệng nha. Còn bây giờ video của em đã hết rồi. Rất cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác nhấn nút đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác nhé.